Benjamin Franklin, ông ấy đã từng nói: trong vũ trụ này có ba thứ rắn nhất, đó là thép, kim cương và hiểu thấu bản thân mình. Làm thế nào để hiểu thấu bản thân mình là một câu hỏi vô cùng lớn đối với tất cả mọi người, và đặc biệt giới trẻ ngày nay đang rất là quan tâm. Trong chúng ta có một bộ phận những người đã không còn trẻ tuổi nữa, họ có thể đâu đó chưa có được thành tựu nhiều đáng kể trong cuộc sống, cũng có thể bộ phận đó đạt được những cái thành tựu nhất định ở trong cuộc sống, nhưng họ đã ngừng đặt câu hỏi đó với chính mình. Họ cũng chưa hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là hiểu thấu bản thân mình mang lại những cái điều giá trị ý nghĩa như thế nào. Và trên cái hành trình chúng ta tìm hiểu về chính mình, nó không phải là một thời điểm, một giai đoạn, mà nó diễn ra trong suốt hành trình cuộc đời của mỗi con người chúng ta. Không thể có một cái con người nào mà sáng họ thức dậy, họ nói họ hiểu được bản thân mình rồi. Nó sẽ cần một cái sự quan sát, cần một cái sự chiêm nghiệm, cần một cái sự dũng cảm và can đảm để chúng ta có thể nhìn thấu vào phía bên trong con người của mình, để tìm ra những cái thứ căn bản nhất để khiến cho chúng ta, giúp chúng ta có thể đạt được cái thành công và hạnh phúc ở trong cuộc đời này một cách nhanh chóng hơn. Nhưng để hiểu về bản thân mình thì chắc chắn bạn cũng phải đi qua những thăng trầm, những khổ đau. Chúng ta không thể tiến tới hạnh phúc, thành công và những cái thành tựu khi chúng ta không đi qua những khổ đau. Chúng ta cũng không thể hiểu thấu về bản thân mình nếu chúng ta không bước qua được những cái trở ngại và nhúng mình qua những cái thử thách, những cái bài học mang tính rất là đắt giá và vô giá trong cuộc đời của mỗi con người. Vậy thì về căn bản, chúng ta làm thế nào để có thể hiểu thấu được bản thân mình? Chúng ta sẽ đi qua 5 cái khía cạnh cơ bản của hiểu thấu về bản thân mình. Khía cạnh đầu tiên đó chính là phải hiểu về tuýp người của mình. Khía cạnh thứ hai, chúng ta sẽ biết và phải xác định được là giá trị độc đáo, thế mạnh và sở trường của bản thân. Khía cạnh thứ ba, chúng ta cần phải quan sát được những cái điểm yếu, những cái khuyết nhược của chính mình. Khía cạnh thứ tư, chúng ta sẽ phải tìm ra cái cách thức để chúng ta vượt qua những cái trở ngại, những cái thử thách, những cái sóng gió biến cố ở trong cuộc đời của mình. Và cuối cùng, khía cạnh thứ năm, chúng ta tìm ra cái cách thức để chúng ta tạo nên được những thành tựu, thành công trong cuộc đời của mình, và tìm ra cái cách thức để khiến chúng ta hạnh phúc và tự do. Với năm cái khía cạnh như vậy, bạn sẽ đi đến được cái đáp án cho câu trả lời mình là ai trong cuộc đời này, mình đến với cuộc đời này để đem lại món quà gì cho xã hội, cho cộng đồng, cho vũ trụ và cho thế giới. Và chính từ điều đó thì bạn có cái khả năng kiến tạo nên được nhiều giá trị tuyệt vời trong cuộc sống, giúp cho mình hạnh phúc, thành công, bình an và tự do. Và để xác định được tuýp tính cách có rất nhiều các cái công cụ khác nhau. Bạn có thể dùng cái công cụ về DISC, cũng có thể dùng 5 ngôn ngữ yêu thương, bạn cũng có thể dùng về VAKID, bạn cũng có thể dùng cả về tứ tử huyệt cảm xúc, và có thể sử dụng rất là nhiều các cái công cụ khác nữa, đó chính là nhân số học hoặc sinh trắc vân tay, rất rất nhiều công cụ khác nhau. Ngoài ra bạn cũng có thể tìm hiểu về tử vi của chính mình, đúng không? Sang đến phần thứ hai, giá trị độc đáo, thế mạnh và cái sở trường, đây là một điều vô cùng quan trọng. Bạn sẽ không dễ dàng gì mà xác định được cái tài năng, giá trị độc đáo và thế mạnh sở trường của mình. Và quan trọng lại không phải là tài năng, mà quan trọng là người phát hiện ra tài năng. Cho nên ngoài bản thân bạn ra thì bạn sẽ cần những cái người xung quanh. Ví dụ nếu như những đứa trẻ thì cần đến cha mẹ của chúng, thầy cô của chúng. Những cái người trưởng thành hơn thì cần đến chuyên gia, cần mentor, cần coach, đúng không? Và cũng có thể đâu đấy là cần một bậc tiền bối nào đó, một lãnh đạo nào đó, để họ có thể giúp cho bạn đưa những cái nhận xét, những cái sự quán chiếu từ cái con mắt khách quan của những cái bậc tiền bối đó đến với bạn, để bạn có thể biết được thực sự cái tài năng, cái thế mạnh, cái sở trường của bạn nằm ở đâu. Và đây là điều muốn Trang nhấn mạnh lại một lần nữa là tối quan trọng. Để bạn có được là cái lĩnh vực, cái công việc, cái nghề nghiệp bạn sẽ làm chứa được cái thế mạnh và tài năng độc đáo của bạn, từ đó bạn sẽ yêu thích công việc bạn làm, và bạn làm lại với một cái niềm đam mê vô tận, một tình yêu lớn dành cho nó, và đó được gọi là sứ mệnh của bạn. Ngoài ra thì khi bạn xác định được giá trị độc đáo, thế mạnh và tài năng sở trường thì bạn sẽ làm như chơi, và bạn sẽ nâng cao cái hiệu suất lao động của bạn, và từ đó bạn sẽ trở nên vô cùng đắt giá.
khía cạnh số 2 này là tối quan trọng, đúng không? Tài năng, giá trị độc đáo, sở trường của mình. Sang đến khía cạnh số 3, đó chính là khuyết điểm, nhược điểm và yếu điểm của mình. Đây là một điểm cũng quan trọng. Bởi vì khi bạn biết được những cái yếu thiếu kém của mình, những cái khuyết nhược điểm của mình, bạn sẽ là dành cho nó một cái thời lượng và một cái khoản đầu tư nhất định để khiến cho mình không còn ở trong cái yếu điểm, cái khuyết nhược mà nó quá đỗi giống như là rác rưởi, hay là giống như là những cái đám mây tiêu cực, hay là giống như những cái thứ mà nó gọi là ngăn trở bạn thành công và hạnh phúc. Khi bạn biết được yếu điểm đó, bạn sẽ tránh bớt đi và bạn không quá đầu tư để dùng nó là những cái thứ chính trong cuộc đời của mình. Ví dụ như bạn không có tài ăn nói thì đó chính là một cái nhược điểm, một cái khiếm khuyết của bạn, thì bạn sẽ không lựa chọn những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực, những cái công việc mà phải sử dụng đến khả năng thuyết trình trước đám đông, tài ăn nói khéo léo hoặc chỉ số linh hoạt thông minh ngôn ngữ trước đám đông. Đó. Khi mà mình biết được những cái yếu thiếu kém đó của mình, khuyết nhược đó của mình, chúng ta sẽ tránh những cái công việc mà chứa được những cái thứ, cái tố chất đó, đó không phải là những cái thứ, những cái lĩnh vực, những cái công việc mà dành cho chúng ta, đúng không? Chúng ta tập trung cho thế mạnh, cho giá trị độc đáo và cho sở trường của mình mà thôi. Đó. Sang đến cái khía cạnh thứ tư, đó chính là cái công thức, cái cách thức mà bạn rút ra được khi mà bạn vượt qua được những cái thử thách, những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái thách thức trong cuộc đời của bạn. Đó chính là cái công thức mà vượt khó dành cho riêng bạn, mà chúng ta sẽ phải dành ra những cái sự quan sát, dành ra những cái sự tĩnh lặng để nhìn lại những cái thất bại của chúng ta, vì sao chúng ta lại thất bại. Và khi chúng ta vượt qua được những khó khăn, thử thách, trở ngại đó, thì cái công thức để chúng ta vượt khó nó là gì? Khía cạnh thứ tư là công thức vượt khó. Sang đến khía cạnh cuối cùng là khía cạnh thứ năm, đó chính là cái cách thức, là cái công thức để chúng ta kiến tạo được nên những cái thành tựu và kiến tạo nên những cái hạnh phúc và tự do cho chính mình. Chúng ta sẽ đi tìm ra điều gì khiến cho mình hạnh phúc, điều gì trong bối cảnh nào, tình huống nào, môi trường nào khiến cho bạn được tự do và bạn tỏa sáng được tài năng của mình. Và với năm khía cạnh như thế này, đây là một nền tảng căn bản và cơ bản và tiên quyết để bạn có thể tạo lập và kiến thiết nên một cái cuộc đời giúp cho chính mình được hạnh phúc, tự do, thành công, bình an.